Ba mẹ con em mới đi đào phai mì vô nha cả nhà. Bây giờ em rửa được nha, em nấu. Ba mẹ con em đào có ăn một bụi mà nó rất là nhiều. Quá to luôn rồi ơi. Còn có phai gạn nữa nha cả Đây nhà. cũng phai gạn nữa nè, phai gạn được một giây. Bây giờ em ba mẹ con em gọt đựng lột nấu nha cả nhà ơi. Quá trời ngon luôn, phai mì này nó rất là bột. Toàn củ bự bự không ai mẹ. Ừ, cũng ngon ngon không à.